Cây tre mà người khác chặt một lần là xong, người đàn ông này phải đến 3 lần. Anh ta giả vờ thở dốc khi đưa cây tre về nhà. Mỗi khi ai đó đẩy bạn xuống vực, bạn vẫn phải mỉm cười. Kể cả có dùng dao đâm anh vẫn phải chịu đựng. Ngay cả khi mẹ anh tát anh trên đường vì anh vô dụng. Nhưng ai ngờ rằng anh lại là kẻ thua cuộc như vậy. Anh ta tên Đường Long, từng là một sát thủ vô cùng đáng sợ. Anh ta lớn lên ở địa điểm 72 của tổ chức, không chỉ giỏi võ mà giết người như điên. Anh ta cũng thông thạo các huyệt đạo trên người, có thể giết người chưa tới một giây. Trong mắt Đường Long, mạng người chỉ là con kiến. Tuy nhiên, trong vụ thảm sát của một nhà đồ tể, anh ta nhìn thấy một đứa trẻ đang cầu xin, lòng anh như bị kim đâm. Lúc này, anh ta chợt nhận ra mình phải làm lại từ đầu. Đường Long bí mật rời khỏi đội 72, đi đến làng nhỏ sống ẩn danh. Anh bắt đầu làm công nhân với tên mới là Lưu Vân. Anh cũng lấy được một người vợ xinh đẹp và một cuộc sống rất hạnh phúc. Khoảng thời gian đó không kéo dài lâu vì sự xuất hiện của hai tên cướp đã phá vỡ khoảng thời gian bình lặng cả Đường Long. Chúng tôi tới đây để kiếm tiền, hiểu không? Chủ quán cảm thấy hai người này không có ý tốt, cầm lấy một thanh gỗ lên. Nhưng ông ta đã già, không thể đấu lại với bọn người này được. Hai tên đó không quan tâm người già, đánh ngã chủ quán xuống đất. Lúc này, người làm cũng nhìn thấy bọn họ nhưng cũng bị đã ra xa. Bọn họ không có nhân tính chút gì, ngay cả người già cũng không tha. Đường Long đang trốn phía sau cũng nhìn thấy, trong lòng cảm thấy lo lắng. Anh ta chỉ muốn sống yên bình thôi, không muốn gây rắc rối gì nữa. Nhưng nhìn thấy chủ quán sắp bị đánh chết, anh chạy ra ôm lấy tên cướp. Dù bọn nó có đánh mạnh tới đây, anh cũng không buông ra. Tên còn lại muốn cầm dao lại giúp đỡ nhưng lại đâm vào ông chủ quán. Ngươi nhìn sai rồi, hai tên cướp cảm thấy bối rồi vì bọn họ có thể xem như là cao thủ. Nhưng đánh lâu như vậy mà vẫn không đánh lại tên nhãi danh này. Trong lúc tức giận, anh ta rút con dao ra định chém Lưu Vân. Nhưng không hề hấn gì với Lưu Vân mà lại làm đứt mất tai của tên đại ca. Cơn đau lập tức lan ra, đúng như xưa có câu: không sợ đối thủ là thần thánh, chỉ sợ đồng đội là heo. Nhìn thấy tên đó bước tới, tên lão đầu đá anh ta bay ra xa. Sau đó chịu đau đớn để tìm cách trốn thoát. Chấn động mạnh khiến cánh cửa gần như sụp xuống, mọi người đều tìm cách ra ngoài. Để chứng tỏ sức mạnh, một tên cướp bắt đầu ra chiêu. Nhưng vì bay cao quá nên không thể đáp xuống an toàn. Nhìn thấy người bạn của mình như vậy, tên cầm đầu không chịu chấp nhận. Nếu giết được Lưu Vân, sẽ báo thù cho bạn mình, tên đó như một con thú dữ. Ra tay đánh Lưu Vân nhưng lại tấn công một cách bừa bãi. Hắn ta như bị thứ gì đó đánh mạnh vào, bỗng nhiên bất động. Sau khi ngã xuống nước thì tắt thở rồi chết. Mấy người sau có người khám nghiệm tử thi đến kiểm tra. Phát hiện trên thi thể tên cướp không có vết thương, Kiêu Bá Phi càng thêm nghi ngờ. Bởi vì anh ta đã tìm thấy trên thi thể của tên cướp. Đó là Dương San, một kẻ bị truy nã 10 năm, người có võ công rất giỏi. Đã làm nhiều điều xấu, cả quan phủ cũng bó tay. Vậy thì làm sao hắn ta lại chết trong tay Lưu Vân được? Điều này càng khiến anh ta nghi ngờ Lưu Vân. Để tìm ra sự thật, Kiêu Bá Phi đã đến hiện trường xem xét. Ngoài những dấu vết xô sát, chiếc răng bị gãy của Dương San cũng được tìm thấy. Lại nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta, rõ ràng thái dương bị thương nặng. Dưới thái dương là dây thần kinh phế vị, ảnh hưởng đến nhịp tim con người. Khi bị thương nặng, tim có thể ngừng đập ngay lập tức. Nhưng dây thần kinh thì chỉ bị gián đoạn qua lớp biểu bì và ít chú ý đến. Người ra tay nhất định phải có công phu cao. Để tìm ra sự thật, Kiêu Bá Phi đã đi thám thính dân làng, điều tra Lưu Vân. Từ miệng người dân, anh ta biết được Lưu Vân lúc trước họ Đường. Anh ta là đồ tể, về làng từ 10 năm trước và cưới A Vũ mới ở đây. Thật là đáng ngờ, Kiêu Bá Phi quyết định điều tra Lưu Vân. Vì thế anh ta đã đến gặp Lưu Vân vào hôm sau để chứng minh phán đoán của mình. Sự ngạc nhiên thể hiện rõ ràng, cũng chứng minh tất cả. Sau khi quan sát, Kiêu Bá Phi bỗng nhiên giác ngộ. Việc Dương San không thể thoát chết là chịu bất ngờ của một lực mạnh và hắn ta không thể kiểm soát được. Và lý do Dương San bị cắt một bên tai có thể là do bị sốc vì dùng cáu nhiều nội lực trong 3 phút. Sau khi Lưu Vân ra tay xong, hai bàn tay đặt dưới sàn là có mục đích. Dùng nội lực để đóng kín cửa lại, tránh cho dân làng nhìn thấy. Dùng nội lực đẩy sàn nhá làm cửa đóng chặt, bắt đầu ra tay giết người. Trong quá trình, một cú đấm làm răng Dương San bay ra ngoài. Tiếp theo là một cú đâm vào huyệt của chiếc răng. Huyệt này di chuyển về tim và hắn ta chết ngay tại chỗ. Cuối cùng, Dương San bị Lưu Vân dụ xuống nước, làm giảm sức mạnh, đấm vào thái dương của hắn ta. Cho dù không chết cũng bị liệt suốt đời. Người có thể ra tay như vậy không có nhiều. Vì thế trong mắt Kiêu Bá Phi đây không phải là vụ tai nạn mà là có kế hoạch trước. Nhưng không có bằng chứng, anh ta chỉ có thể tiếp tục quan sát. Nhìn Lưu Vân đốn tre, thở hổn hển khi đưa tre về. Điều này khiến Kiêu Bá Phi nghi ngờ. Với trình độ của cao thủ thì việc lấy hơi cũng khác biệt. Ít nhất cũng phải 10 đoạn trở lên để giải phóng đan điền. Nhưng hắn ta chỉ có 2 đoạn. Không thể nào. Để chứng minh Lưu Vân là cao thủ, Kiêu Bá Phi đã tự mình kiểm tra. Để ta giúp cậu. Không cần đâu đại nhân. Thật sự không cần đâu. Lưu Vân bỗng nhiên rơi khỏi một cây cầu. Không ngờ anh ta bị treo chân cành cây, dân làng thấy vậy muốn cứu lên. Cành cây cũng gãy nên Lưu Vân rơi xuống nước. Nhưng cái này khiến Kiêu Bá Phi bất ngờ. Anh ta rơi từ trên cao xuống với trọng lượng lớn như vậy. Hơn nữa cành cây nhẹ, đơn giản là không thể chịu được. Trừ khi có khinh công mới có thể thay đổi trọng lượng của mình. Thông qua lần này, Kiêu Bá Phi biết được Lưu Vân là cao thủ. Nhưng không phải là bằng chứng cho thấy Lưu Vân giết người. Sau đó anh ta nhờ người đến Kinh Châu điều tra Lưu Vân. Còn mình thì tìm hiểu Lưu Vân khi hắn ngủ vào ban đêm. Anh ta vào nhà nhìn Lưu Vân đang ngủ trên giường. Người luyện võ có nước da sạch sẽ, nhãn cầu cũng màu xanh và cả cơ thể toát ra hơi thở lạnh lùng, nguy hiểm.
nhưng lại không tìm thấy những điều này trên người của Lưu Vân. Nhưng Tiêu Bá Phi kiên trì như vậy cũng có nguyên nhân. Một lần anh ta gặp một cậu nhóc ăn trộm tiền, anh đã thả cho cậu đi. Anh cứ tưởng cậu ta sẽ cải tà quy chính, nhưng không ngờ cậu ta không những sửa đổi mà còn đầu độc vào đồ ăn. Cậu ta giết chết cha mẹ nuôi và Tiêu Bá Phi cũng bị trúng độc. Kể từ đó anh ta luôn tự châm cứu cho mình. Những huyệt ở bụng, những huyệt này giúp cầm độc lại không phát tác, nó cũng giúp cho việc giải độc dễ dàng hơn. Anh ta cảm thấy con người toàn lừa gạt, pháp luật mới là chính nghĩa. Tiêu Bá Phi ngày ngày điều tra, Lưu Vân cũng không chịu nổi nữa. Vì thế Lưu Vân quyết định nói cho Tiêu Bá Phi biết, nói rằng anh bị cha mẹ lừa dối. Lưu Vân đã giết người và phải ở trong nhà lao 10 năm. Bây giờ anh ta muốn có một cuộc sống mới, không thể kết án anh 10 năm được, một đâu thể lật lại án 10 năm trước được. Nghe xong điều này, Tiêu Bá Phi nghĩ mình đã lầm và nên rời khỏi đây. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, anh nhìn thấy một khí lực rất mạnh mẽ ở Lưu Vân. Ngay cả ruồi cũng không bay đến chỗ Lưu Vân. Lưu Vân có khí lực mạnh đến cỡ nào mà ruồi cũng không dám lại gần anh ta. Anh ta đã nói dối, con trai của người bán thịt thì rất bình thường, sao có thể như thế được. Để chứng minh, Tiêu Bá Phi cầm liềm chém vào Lưu Vân. Cứ tưởng khí công sẽ cản lại, nhưng liềm lại đâm sâu vào vai của Lưu Vân. Thấy hành động của Tiêu Bá Phi, dân làng bắt đầu xa lánh anh. Anh ta như chuột qua đường, bị mọi người ghét. Ngay khi anh ta nghĩ mình có lỗi với Lưu Vân, người điều tra cũng quay lại. Ở Kinh Châu không có ai tên Lưu Vân, huống chi là một người họ Đường. Nhưng 10 năm trước, một nhà đồ tể đã bị sát hại và hung thủ là 72 đệ tử. Và Đường Long chính là người đứng đầu hội ám sát đó. Nhưng không biết có điều gì, Đường Long đã biến mất 10 năm rồi. Nói đến đây, Tiêu Bá Phi nhận ra Đường Long mất tung tích 10 năm trước. Mà Lưu Vân cũng sống đây được 10 năm rồi. Không cần nghi ngờ nữa, Lưu Vân đúng là Đường Long. Vì thế bất chấp trời mưa, Tiêu Bá Phi về huyện để triệu tập lệnh truy nã. Nhưng không ngờ trên đường đi gặp Lưu Vân, nhìn thấy nụ cười của Lưu Vân, anh ta cảm thấy mình có thể chết. Nhưng chuyện đó không xảy ra, Lưu Vân đưa Tiêu Bá Phi hết đoạn đường và nói anh ta đừng quay lại. Nhưng sau khi đến huyện, anh ta bị bắt đưa ra 20 lạng bạc để có lệnh truy nã. Tiêu Bá Phi phải vay mượn khắp nơi, sau đó có tiền đưa cho huyện lệnh. Nhưng anh ta không ngờ tới, bọn quan chức đã bán thông tin của Đường Long cho 72. Hóa ra, Đường Long là con ruột của thủ lĩnh hội ám sát. Ngươi đến đây để bảo ta giết con mình sao, đúng là to gan. Lời công chưa dứt, bang chủ đột nhiên tấn công ông ta, khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Không có tên nghịch tử Đường Long đó, ông ta có ý đưa Đường Long trở lại.